Đây là một cái ngôi mộ của người Gia Lai. Thì phong tục của họ là chia của cho người đã mất. Thì khi mà người mất á, là sẽ có phần tài sản là gồm những gì mà lúc còn sống họ sinh hoạt, họ dùng. Thì họ sẽ có những cái đồ đó kèm theo. Đây là có rất là nhiều luôn. Kể cả tiền nữa. Đây cái tủ nè, cái tủ bằng sắt nè, họ cũng đem theo giỏng nữa, giá giỏng nữa. Cho nên là nhang nó là cháy hay không cháy họ cũng không quan tâm luôn. Đây nhang ta cắm quá trời luôn mà không đốt nữa. Đốt mà cháy được có một miếng tắt. Một ngôi mộ chôn bằng đất. Có cái chung. Thấy đây có cái áo cái gì nè. Ở đây á, là có một cái này gọi là cái gì ta, cái này mà người đồng bào người ta quải trên lưng á, cái dùi hay cái gì đó. Ui hết hồn. Là ở đây có rất là nhiều bánh trái. Đây rất là nhiều bánh. Bánh này là họ cúng cho người mất. Bánh, kẹo, đồ nhiều lắm. Nhang, họ để nguyên bó nè. Họ để nguyên bó, họ treo nè. Còn cái này là những cái đồ cúng. Họ bỏ cá, mắm, thịt, rau, trái cây. Họ bỏ hết vô trong đây. Cho nên cái mùi nó hơi nặng nha cả nhà. Ở cái bao này không biết là bao gì. Chắc là bao đồ của người mất. Bao đồ họ chia của cho người mất. Ở đây em thấy có hai cái cây chuối, hai thân cây chuối cặp bên. Ở đây có cái máy bị sập luôn. Đây có ngôi mộ công an nữa. Những cái ngôi mộ mà khi mà dán hòm, dán quan tài á, nó bị rỉu đi á, là nó sụp luôn, có phẳng ô đất xuống, nó sụp đất. Nghe có tiếng đẩy xe đây. Xe em đậu ngoài. Nè, có tiếng động ở đây giống tiếng đẩy xe. Cái xe đâu ta?
Ồ, xe kìa, còn. Ủa gì tiếng gì ta? Xe vẫn còn. Ủa gì tiếng ai tiếng gì ta? Tại em ở rất xa. Đây là ngôi mộ hình như là của một cụ bà hay sao, có quần áo phụ nữ, rồi có một cái giá võng, rồi những cái vật dụng đồ dùng rất nhiều, còn đồ cúng ở đây. Đồ cúng thì có bánh nè, bánh đồ các thứ thì họ treo trên đây, hơi hôi nha cái nhà, vì họ để nè, nó lên lên dầu luôn, lên dầu luôn. Đó, có dầu luôn, dầu dầu đen đó, họ để cúng đó. Rồi đây những cái bịch gì đó em không biết, em không dám đụng đâu, mày không có màu phạm biết đâu những cái gì đó. Ở đây thì có chiếu, có mền, có ghế, rồi bánh trái tiền nè cả nhà. Ở nhà có tiền nè, đây là tiền, đây họ xé họ bỏ này nè. Ở đây là ít đó nha, 5.000 5.000 5.000 nhiều lắm nha, 5.000 2.000 5.000 5.000 2.000, đây rất nhiều luôn, họ xé nha nè. Đây nhưng mà tiền này vẫn ít nha, em ra khu vực Tây Bắc là họ để vài trăm ngàn luôn đó, mà họ không có xé như đây đâu. Đây nè, họ chôn nè, họ chôn tiền, hình như cái sắp này là không có xé luôn, cái sắp này không có xé nè. Nhiều lắm nha nha, họ chôn rồi họ bỏ xung quanh đây nè, toàn những tờ tiền nè. Đây những ít mà tiền mệnh giá 2.000 5.000 1.000, có một số bị xé ở trên đây nữa nè. Đây nè, ngay cái gốc nè, 2.000 5.000. Tóm lại là đồ của người mắc thì hầu như là họ không có lấy, mà họ sẽ chia cho người chết. Đi ngang đại hồi quá, cái đồ ăn thức uống đó, họ đem ra cho người chết á, đem cho tới khi nào mà họ dựng cái đó thôi. Coi nhà anh bám nè. Ở đây có một cái ngôi mộ hình như là cái phần quan tài bị mục á, cho nên là nó đã sụm đất xuống. Chứ ở đây là không có kiểu mà sẽ đi lấy cái hài cốt nha, không có kiểu san cát như ngoài Bắc, và cũng như cũng không có kiểu mà ơi gì đây bánh, bánh cúng. Ủa dồi ghê không? Họ cúng mà cái nỗi dồi nó bò lúc nhúc nè nhà con này. Không biết có bùa phép gì không nữa, ghê quá. Thank you.
đó là cái ché, cái gùi này á, là họ họ để cúng người chết á. Son nồi chén dĩa họ cũng chia cho người mất, họ người ta làm đồ ăn thức uống, nấu nướng rồi rồi rửa đồ để đi làm đi rừng đồ. Tóm lại là người với phong tục tập quán của người dân thiểu số là người sống sao thì người âm vậy. Tự nhiên bị mờ đó. Cái lỗ này là ở dưới con tài nó bị sụm nè, ở dưới nó bị cái gì đó cho nên nó sụm, ở đây có cái lỗ. Chứ ở đây người ta không có cái kiểu mà cải tán, không có kiểu mà sang cát, không có kiểu lấy cho cốt, chôn rồi thôi đó. Chôn rồi một khi chôn và họ bỏ mã, họ dựng cái chòi lên thì tới khi cái chòi nó sập thì cũng không có quan tâm nữa. Xem đây, xem đây cả nhà, cái bao gì đây. Đây có những cái món đồ gì rất là tinh vi. Ở trên đây có cái phần mộ có xe mặt tinh luôn, xe đạp mặt tinh luôn, nhưng mà mình sợ lên ta hiểu lầm. Hồi xưa cả nhà ơi, thấy cái này ghê không cả nhà? Cả nhà thấy cái này ghê không? Cả nhà nhìn biết cả nhà biết cái gì không? Đây, cho cả nhà xem. Này, cả nhà nhìn biết gì không? Sao bị ao ta, ao nét ta, đây cả nhà nhìn nè, cả nhà nhìn gái vô đây, cả nhà nhìn gái vô, cả nhà nhìn gái vô, cả nhà nhìn gao. Đây, nhà nhìn ra không? Đây, cả nhà nhìn ra không? Đây, cả nhà nhìn ra gì không? Đây, cả nhà thấy không? Đây là cái phần cột sống nha cả nhà. Cái phần xương sống nha, phần sống lưng nha. Nhưng mà hồi sáng em cũng bị lầm tưởng, em tưởng đó là xương người, nhưng mà không phải nha. Khi mà em gặp cái người dân địa phương đó, em hỏi là anh ơi sao ở đây có xương xương sống, cục sống người, thì không, đây là một xương của một con cừu. Đây là một con cừu nó bị chết và người ta đem vào đây người ta bỏ. Đây là cái đầu lâu của nó nè, đây có đầu lâu của nó nè, đây là đầu lâu của nó, đây là xương của con cừu.
đúng rồi, cái nón mà tự nhiên nó hiện lên một cái là khủng hoảng thật sự. Rồi tiền, họ vứt quá trời. À, cái này là con chip AI nó sẽ nhận diện khuôn mặt để mà nó đeo một cái hiệu ứng gì đó lên, chứ không phải là tặng quà mà có cái nón nha cả nhà. Vì ở đây là đang livestream trên fanpage Facebook và cũng như là livestream trên YouTube, cho nên là không có tặng quà mà hiện nón nha cả nhà. Thì cái này là em trải nghiệm thực tế, thì cái app này là nó có hỗ trợ AI để mà khi mà mình sử dụng á, là mình làm đẹp á, mình nó nhận diện khuôn mặt của mình. Hồi nãy vừa rồi xuất hiện rõ ràng, nó để là đang nhận diện khuôn mặt như mất tiêu rồi. Bồ cây. Em thấy chớp chớp gần gốc cây cao. Ở nhà ai ai mà có ấy chụp lại giúp em nha. Mọi người ai mà thấy chụp lại giúp em nha, nhiều khi em cũng không kịp thấy luôn á. Tại vì rất là nhanh luôn. Nếu mà vong họ đứng một chỗ thì cái nón đó nó sẽ xuất hiện lâu. Nhưng mà cái vong đó mà xuất hiện xong họ mất á là đi liền. Tâm linh có thật gạch tê nha cả nhà. Là cái giúp của em. Và cả nhà vào fanpage cảnh tê á, xong cả nhà bấm vô phần nhóm á, là sẽ xuất hiện cái nhóm của em, nhóm đó để đăng lên, nó xuất hiện rất nhanh. Cả nhà thấy chụp hình hoặc là quay màn hình lại nha. Em nhiều khi em cũng không để ý, tại em phải nhìn đường, nhìn chân nữa. Hiện lên rồi biến liền, tức là họ không có muốn mình biết họ có hiện hữu xung quanh đây, cho nên hiện lên rồi biến mất liền, chứ không có mà ở lâu. Như mới vừa thấy phải không cả nhà, mới vừa quét thấy phải không cả nhà, em thấy là đang nhận diện khuôn mặt gì đó. Cả nhà ơi, cả nhà có ai thấy được cái lúc đó không? Cả nhà ơi, ai thấy, ai thấy bình luận có giúp em, hình như là em mới thấy vừa chớp lên nha cả nhà. Quanh quẩn đâu đây nè. Cả nhà có thấy cái nón xuất hiện không? Cái chớp, cái nón đó nó sẽ xuất hiện ngay là khuôn mặt của đó đó. Cái nón nó sẽ chớp khi mà có cái khuôn mặt người, thì nãy giờ là có nha cả nhà. Ui em nổi da gà nha, em cũng thấy rồi đó, chớp lên cái là mắt liền.
chớp lên mắt liền, đang ở gần em nha, đang ở xung quanh em nha cả nhà, đang ở xung quanh em nha, nhưng mà thoát ẩn thoát hiện nha, chứ không có đứng một chỗ nha, thoát ẩn thoát hiện nha. Xuất hiện cái là biến mất liền luôn. Tại vì nếu mà không có cái hình ảnh của người á, thì nó sẽ không có mà hiện lên cái nón đó. Đang ở gần mình nè cả nhà ơi. Ở đâu xung quanh mình nè, mất tiêu rồi. Đi rồi, hồi đi rồi, không thấy nữa. Lâu lâu coi xe cảnh. Dạ vâng, lát nữa em ra. Bây giờ em đang rung đây, vì họ đang xuất ẩn hiện đâu xung quanh em. Cả nhà ơi, tiếp tục nè cả nhà ơi. Bây giờ họ chặn đường ra của em luôn rồi cả nhà ơi. Cả nhà ơi, ôi, gần em quá cả nhà ơi. Gần em quá, cái nón gần quá. Cái nón xuất hiện gần quá. Ơi cả nhà ơi. Ôi. Gần lắm cả nhà ơi. Ôi, họ đi là gần em nha. Vừa chặn em xong rồi đi gần em luôn nha. Cái nón hiện lên rất là gần em luôn. Rất là sát cái màn hình luôn á cả nhà. U là trời. Lần đầu tiên á là xa. Xong rồi sau đó là gần rồi nãy là sát bên em luôn. Nhưng mà tới gần em xong rồi biến mất. Nha cả nhà. Ui là trời. Bây giờ em sẽ thay cái nón, em sẽ chuyển sang thành đeo khẩu trang đi. Em sẽ chuyển sang cái hướng là đeo khẩu trang. Nếu mà xuất hiện thì sẽ hiện lên một cái khẩu trang. Chết là chó sủa cả nhà. Nhìn chó sủa. Hồi nãy là hiện lên phát cái là nó sát gạt em luôn cả nhà ơi. Đừng lo. Họ xung quanh em nè. Mắc rồi, không thấy nữa cả nhà ơi, mắc rồi. Giờ em đi dài ra xe nữa nè. Hồi nãy là cái hướng này là hướng đi ra nè. Họ chặn ngay chỗ hướng ra của em. Xuất hiện lên rất là xa, xong sau đó gần, đầu cái hiện lần thứ ba là sát gạt em luôn. Ngay cái máy em luôn. Có người gọi đèn. Tại chó sủa quá ta gọi đèn rồi cả nhà. Để em chuyển sang đèn trắng. Chuyển sang đèn trắng rồi xuống nói chuyện với người ta. Rồi chắc em đi luôn cả nhà. Chó sủa quá. Chứ người ta đi lại kìa.